Hi, xin chào bạn. Với sức hút của iPhone 15 Pro và 15 Pro Max thì iPhone 15 và 15 Plus vẫn không kém hot các bạn. Đây là những sản phẩm cũng được khách hàng chọn rất là nhiều với phân khúc giá rẻ hơn 15 Pro và 15 Pro Max. Thì hôm nay mình xin cập nhật cho các bạn giá cũng như khuyến mãi của 15 thường và 15 Plus tại Thế Động trong những ngày đầu của tháng 11 này. Thì xem 15 thường và 15 Plus có chương trình khuyến mãi hay giảm giá gì đặc biệt không bạn nha. Rồi, đầu tiên ở đây thì mình có con iPhone 15 thường 128GB màu xanh các bạn. Đây là màu xanh dương nha, xanh dương nhạt các bạn. Các bạn mua iPhone 15 thường và 15 Plus năm nay rất là lời so với 14 vừa rồi các bạn. Nó sẽ có màn hình Dynamic Island luôn nha, với thiết kế rất là đẹp và nhẹ nữa các bạn. Thì iPhone 15 thường này sẽ có màn hình là 6,1 inch, công nghệ màn hình Super Retina XDR. Máy được trang bị chip là Apple A16, RAM 6GB, bộ nhớ là 128GB các bạn. Máy sẽ được trang bị camera selfie với độ phân giải là 12 megapixel ha. Hai camera phía sau với cam chính lên đến là 48 megapixel. Một camera phụ với độ phân giải là 12MP. Viên pin trên máy là 3349mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 20W các bạn. Máy thiết kế rất là đẹp luôn, thừa hưởng từ chiếc iPhone 14 trước đó của hãng các bạn ha. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái thanh giạc để tắt âm lượng các bạn ha. Chỉ 15 Pro và 15 Pro Max nó mới có cái nút tắt phụ ở đây thôi các bạn nha. Rồi, iPhone 15 thường 128GB hiện tại các bạn mua sẽ có giá là 22.990.000. Và hiện tại nó đang có chương trình giảm giá là còn 22.490 các bạn. Giảm được 500.000 các bạn nha. iPhone 15 thường năm nay có rất nhiều phiên bản màu đẹp cho các bạn lựa chọn luôn các bạn. Màu hồng nè. Màu vàng nè, màu xanh xanh lá, xanh dương nhạt, rất nhiều phiên bản màu luôn bạn, màu đen ha. Tất cả các phiên bản màu này nó đều có giá bằng nhau các bạn, giá đều là 22.990.000, giảm là còn 22.490 các bạn ha. Rồi tiếp theo là iPhone 15 Plus 128GB các bạn. Đây là mình đang có trong tay là chiếc máy màu đen nha. Màu đen cũng rất là đẹp trong năm nay luôn. Đây là chiếc 15 Plus. Màu đen. iPhone 15 Plus này sẽ sở hữu màn hình là 6,7 inch Super Retina XDR. Máy sẽ được trang bị con chip là Apple A16, RAM 6GB, bộ nhớ đây là 128GB. Máy sẽ được trang bị camera selfie với độ phân giải 12 megapixel. Hai camera phía sau với cam chính là 48 megapixel các bạn, và một cam phụ với độ phân giải là 12 megapixel ha. Máy sẽ được trang bị viên pin là 4383mAh và hỗ trợ sạc nhanh là 20W các bạn. Thiết kế rất là đẹp nha và nhẹ nữa. Thì iPhone 15 Plus 128GB hiện tại các bạn mua sẽ có giá là 25.990, và hiện tại nó đang giảm là còn 25.490.000 các bạn. Và nó cũng có rất nhiều phiên bản màu cho các bạn lựa chọn giống như iPhone 15 thường luôn nha. Và nó giá sẽ có bằng nhau luôn là 25.490 cho tất cả phiên bản. 15 Plus 256GB sẽ có giá giảm luôn là còn 28.490.000 các bạn. Rồi thì mình vừa cập nhật cho các bạn giá cũng như khuyến mãi của iPhone 15 và 15 Plus tại Thế Động trong những ngày đầu của tháng 11 này. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới nha, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất nha. Bye bye.